bánh tráng nướng chà bông đã trở thành một món ăn vặt mà mình nghĩ là dường như là ai cũng yêu thích, và với rất là nhiều cách tiến tấu khác nhau mà món ăn này ngày càng trở nên hot và đặc biệt với mọi thời điểm nha. Thì hôm nay kênh ăn gì đây của mình sẽ chia sẻ đến với các bạn món bánh tráng nướng chà bông cực dễ làm, mà phải nói là ăn một lần là ghiền luôn. Không chỉ là phù hợp để mình làm cho các bé của mình nè, hoặc là lâu lâu bạn bè của mình đến chơi thì mình cũng có thể là mình làm cái món ăn này như là một món ăn vặt. Thì hôm nay mình có chuẩn bị, đầu tiên ở đây là hành lá nè, rồi đây là bơ, ở đây mình dùng là bơ thực vật nè, rồi có thể là dùng trứng cút, hoặc là không có thì mình dùng trứng gà. Rồi tiếp theo nữa đó là cái sốt mắm ruốc. Cái sốt mắm ruốc mình cũng đã có chia sẻ ở clip trước rồi. Mình sẽ để lại cái đường link ở phần chú thích mô tả hoặc là ở phần bình luận, các bạn vào đó các bạn xem lại giúp mình. Và cuối cùng đặc biệt là không thể thiếu một tấc tin quan trọng trong cái món bánh tráng nướng chà bông của mình, đó là chà bông heo sạch bonny này. Thì cái loại chà bông heo sạch bonny này thì mình có thể là ăn được với cơm, ăn được với cháo, hoặc là mình làm topping cho các món bánh, trong đó thì có món bánh tráng nướng chà bông này. Và bây giờ thì nguyên liệu mình đã chuẩn bị xong hết rồi, mình mời các bạn cùng mình thực hiện nha. Do là mình dùng trứng gà cho nên là mình sẽ đặt ra ngoài tô như thế này. Khi nào nướng mình sẽ cho trứng gà lên. Nếu mình cho cả trứng thì đôi khi là cái bánh của mình nó sẽ chứa không hết. Cho nên là nếu được thì các bạn có thể là mình thay thế bằng trứng cút thì sẽ tiện hơn ha. Còn trứng đà điểu thì mình đem mình luộc mình ăn luôn nha. Chứ bánh tráng nướng là chứa không hết rồi nha các bạn. Rồi mình nói vui thôi nha các bạn. Thì các bạn dùng trứng nào cũng được, trứng cút cũng được, hoặc là trứng gà giống như của mình cũng được nha. Bây giờ thì mình cũng đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ thì mình sẽ đi nướng bánh tráng ha. Đây, hôm nay thì mình sẽ dùng cái loại bánh tráng này để mình nướng. Thật ra thì nếu mà muốn cho bánh tráng nướng á, ngon, đúng á, giòn thì mình nên ưu tiên mình chọn cái loại mà bánh tráng của Phan Thiết đó các bạn. Nhưng mà ở đây thì mình không có, cho nên là mình vào siêu thị thì mình tìm mua cái loại bánh tráng nào mà có cái độ dày á, độ dày nhất. Dày như thế này, được làm từ bột gạo với bột mì, khoai mì. Mình thấy bánh này là cũng nướng được rồi. Mình sẽ đi nướng ha các bạn. Mình nướng bằng chảo cũng được, rồi mình nướng bằng bếp than cũng được luôn. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị bánh tráng nè. Đầu tiên mình sẽ quét cái bơ lên, mình quét bơ đều lên hết cái bánh tráng này. Thì mình để mức lửa nhỏ, do là mình nướng bằng cái bếp nướng ga. Các bạn có thể là mình nướng bằng cái bếp than, nướng bằng bếp than thì sẽ ngon hơn. Rồi sau đó thì mình sẽ quét cái sốt mắm ruốc lên. Đó, sau khi mình đã quét cái sốt mắm ruốc lên thì mình sẽ cho cái mè đen mình đã rang chín. Do là mình dùng cái bánh trắng thường nên mình sẽ cho thêm cái mè rang này. Còn mà các bạn dùng cái bánh tráng Phan Thiết á thì mình không có cần cái bước này. Cái mè này mình đã rang rồi, mình ăn vào mình trúng cái hạt mè nó giòn giòn ngon lắm mọi người. Hành lá thì trước khi mình rắc hành lá thì mình sẽ cho trứng ha. Này trứng cút hoặc là cái trứng gà giống như mình. Rồi bánh tráng bắt đầu đã vàng giòn, mình sẽ cho chà bông. Thì cái chà bông heo sạch bonny này các bạn được làm từ 100% thịt thăn nóng, không chất bảo quản và không màu tổng hợp, cho nên là gia đình của mình rất là thích ăn và rất là an tâm. Bây giờ thì mình sẽ cho chà bông lên. Các bạn thích ăn ít hay ăn nhiều là tùy sở thích các bạn ha. Mình thích ăn nhiều mình sẽ cho nhiều, sau mình rải đều ra.
Rồi, đây là thành phẩm của mình. Như vậy là mình đã vừa mới hoàn thành xong món bánh tráng nướng chà bông, hay còn gọi là bánh tráng nướng mắm ruốc nha các bạn. Đó, thì nếu các bạn thích ăn cay hơn thì mình sẽ cho thêm tương ớt nha. Bánh này thì mình ăn nóng thì sẽ giòn ngon hơn. Rồi, như vậy là mình đã hoàn thành xong món bánh tráng nướng chà bông thật là ngon và đơn giản như thế này. Ăn một lần là ghiền luôn nha các bạn. Món này thì mình thích ăn cay thì mình sẽ cho thêm tương ớt, còn không thì thôi ha. Nếu mình cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian xem hết món bánh tráng của mình. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích thì đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Hẹn gặp lại các bạn vào những món ăn ngon tiếp theo. Bye bye.